Đây là dự án bến cảng Liên Chiểu phần cơ sở hạ tầng dùng chung. Với quy mô hơn 450 ha, dự án trọng điểm này có tổng vốn đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng. Được khởi công từ cuối năm 2022, đến nay tiến độ dự án quan trọng này đang đảm bảo kế hoạch đề ra. Cùng với hạ tầng dùng chung, để cảng Liên Chiểu sớm trở thành cảng đặc biệt, cửa ngõ quốc tế, Đà Nẵng cũng đã đề xuất phương án kêu gọi đầu tư với tổng kinh phí khoảng hơn 48.000 tỷ đồng. Năm 2025 là năm kết thúc của cái hoàn thành cái dự án đường ven biển và cái dự án cảng. Thì đồng thời từ nay đến năm 2025, chúng tôi phối hợp chặt chẽ với lại các bộ ngành trung ương để hoàn thành việc kêu gọi đầu tư, đảm bảo sao cho là nhà đầu tư trong năm 24 này và năm 25 phải có được nhà đầu tư để đưa vào khai thác. Còn đây là tuyến đường vành đai phía Tây 2 vừa được khánh thành đưa vào sử dụng mới đầu năm nay. Với chiều dài 4,6 km, tuyến đường góp phần từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông trục chính của thành phố. Tuyến đường đã góp phần từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông trục chính của thành phố, rút ngắn thời gian di chuyển hàng hóa từ khu vực phía Bắc về khu công nghiệp Hòa Khánh và ngược lại, giảm lưu lượng các xe có tải trọng lớn tham gia giao thông trên trục Nguyễn Lương Bằng và tuyến Nam Hải Vân Tý Loan, nâng cao chất lượng sống và điều kiện đi lại của người dân. 5 năm triển khai thực hiện nghị quyết 43 của Bộ Chính trị, Đà Nẵng nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ Trung ương với việc quan tâm đầu tư nhiều dự án trọng điểm động lực. Ngoài cảng Liên Chiểu còn có các dự án như khu đô thị Đại học Đà Nẵng, nâng công suất cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng. Trong giai đoạn 2020-2025, thành phố huy động và bố trí nguồn vốn đầu tư công trung hạn hơn 52.000 tỷ đồng. Các cái dự án giao thông liên kết vùng này có tác động lan tỏa hết sức tích cực trong phát triển không chỉ của thành phố Đà Nẵng mà của vùng miền Trung. Thì chúng tôi cho rằng cái việc sử dụng cái vốn đầu tư công hiệu quả trong việc hỗ trợ cùng với các địa phương khác để đầu tư các cái dự án liên vùng đi qua nhiều địa phương thì chúng ta có thể thực hiện được. Trên tinh thần hạ tầng đi trước một bước, việc đầu tư các dự án trọng điểm, động lực có tính chất kết nối liên vùng sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Đà Nẵng trước mắt cũng như trong dài hạn, qua đó tạo bước phá mới theo kỳ vọng từ nghị quyết 43 của Bộ Chính trị.